Hello anh em, hôm nay công ty Bao đang làm mấy cái dự án ở bên nhà Yến nâng cấp bên An Giang anh em. Thì hôm nay là sẵn là Bao chia sẻ một số vấn đề của lo này anh em. Lúc nghỉ mà cũng tức thiệt á. Trên màn hình của anh em đây là bóng cái loa ru. Đây có thể hiện gì đây? Theo ông nghĩ cái thương hiệu HM này HMT này, thương hiệu này á cũng không phải là không tốt đâu anh em. Thương hiệu này vẫn xài được, ok anh em. Nhưng vấn đề ở đây là cách làm của người làm đầu tiên anh em, thấy không? Bao giả sử nha, bây giờ cái loa này nó đã lúc kêu đúng không, cái loa này lúc kêu lúc không mà chứng tỏ thì cái đường dây này á là nó bị do hóa này anh em, thì chứng tỏ cái loa này á là nó băng kia bình thường, nó băng kia bình thường. Cũng có một số loa chết thì cũng có một số loa thế chết thiệt, nhưng mà bao giả sử nha, những cái loa này ví dụ như lúc mình mới làm á, mình kiểm tra độ thông mạch trên cái loa, cho khá trên cái loa, rồi mình hàng chì nha anh em, rồi sau đó mình test keo lên cày lên trên, thì bao nghĩ cái loa này đến giờ phút này nó còn hoạt động rất là tốt. Nhưng mà anh em biết thật, làm dày thì nói chung là bao nghĩ là một thời gian trong vòng có 2-3 năm thôi là nó bị như vậy anh em, thấy không? Bây giờ giả sử được cái loa này bây giờ nó hoạt động bình thường đi, nhưng mà cái dắt dài làm sao nó hoạt động anh em thấy không? Nó để dắt dài làm sao mà hoạt động anh em, thấy không? Đó, toàn bộ hệ thống là như vậy hết anh em, thấy không? Toàn bộ hệ thống như vậy đó. Nói chung là nếu mà anh em làm cho chủ nhà thì anh em cũng nên nghiên cứu ở chỗ này một xíu. Nói chung là chắc cái đèn cài này kia thì nói chung là nó mất công thiệt, nhưng mà chắc đâu có nhiều thời gian đâu, có ngày hai ngày là xong. Con nhà Yến khoảng 500 mét vuông là 1000 mét vuông rồi, đúng không? Chứ lính năm cái thằng là đất rồi, mà anh em làm dày rồi thua. Sử dụng cái lo này bây giờ nó không đa như nữa thì anh em để dày rồi thôi, thì trong môi trường ẩm độ cao mà cái đất dày là thua. Ok anh em á. Cái này thì ba thấy là quá nghiêm trọng, cái mắc lỗi này nó bình thường quá mà anh em bị mắc lỗi là quá nghiêm trọng. Ok anh em, thì ba chia sẻ cho đó anh em thì suy nghĩ sao thì nghĩ, ok anh em ha. Chứ không phải là cái loa này nó dở đâu anh em ơi,